Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là chiều thứ bảy nha. Em tiếp tục lên sóng vài món nha anh em. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. 0933 207 208 nha. Đó, đầu tiên là một cái bình. Bình Yuasa nha anh em. Bình này là bình sản xuất tại Đài Loan nha anh em, nhưng mà xuất qua Nhật nha. Đó, bình là tiếng Nhật hết nha anh em. Tiếng Nhật thì nó giống giống tiếng Trung nha, anh em, nhưng mà cái này là tiếng Nhật nha. Đó, bình dưới hộp luôn là bán là 300. Bình này làm bao với anh em là bao xài nha, bao đời 300 nha anh em, bình dưới hộp. Rồi một cái cần kéo e và một cái tay hắn. Có cái này bán là 300 nha anh em, tay hắn với cần kéo e 300, hai món này gắn cho tất cả các dòng cúp nha. Rồi một cái ba ga Sirin tuyệt đẹp. Ba ga này là gắn đèn vuông đèn tròn là được hết nha anh em. Cái này bán là 600 nha. Đó, rất là đẹp nha anh em, 600. Lan can nha anh em, 600 nha. Rồi một cặp gác chân sau tuyệt đẹp luôn. Cặp này em bán là 700 nha anh em. Hàng green đó. Hàng green rã xe nha anh em, chốt nè, còn 7 màu hết. Rất là đẹp nha anh em, 700 nha anh em. Cái này anh em về gắn là cho rim Thái là đúng bài luôn nha anh em. Đó, 7 màu hết nha, không có bị xét, không có bị gì hết. Rất là đẹp luôn nha anh em. Cặp mà xét xét thì bây giờ cũng 500 rồi. Cặp này đẹp hoàn hảo thì giá nó nhích hơn tí xíu thôi nha anh em. Đó, chưa có xét gì luôn nè, 700 nha anh em. Cặp gác chân sau rất là đẹp luôn, quá VIP. Cái này là hiếm nha anh em, lâu lâu mới được cặp nha anh em, không có thường đâu. 700 nha. Rồi một cái giò đạp. Giò đạp này xài bô dĩ nha anh em, xuất sắc nha anh em. Cái này em bán là 400. Cực đẹp luôn, 7 màu nha. Có độ 7 màu luôn nè. 400 nha anh em. Rồi một cái chấn bùn. Chấn bùn riêng ốc đẹp. Đó, cái này bán là 300 nha. Ốc là đẹp hết nha anh em, 300. Cái miếng này là mấy con chó nó phái gặm lắm nha anh em. Rồi một cái bát yên. Bát yên là đầy đầy đủ ốc, bát là còn 7 màu nha. Cái này bán là 300 nha anh em. Đó, cao su là đầy đủ hết luôn nè, ốc nè. Bát điên cầm nó rất là nhà nặng nha anh em, chắc tay nha anh em, chứ không phải nó mỏng lét nha. Mấy cái bát lô của nó mỏng lắm, anh em bật cái yên lên nó nghiêng ngã tùm lum hết. Cái này ốc đầy đủ về lập cho nha anh em, 300 nha. Gắn đèn vuông đèn tròn đều được nha. Rồi hai củ nhanh trước. Hai củ nhanh này em bán là 700. Đó, có một cái nó bị lỗi nhẹ nha anh em, đây. 700 nha anh em. Chụp cực đẹp luôn. Đầy đủ ốc. Anh em mua cặp nắp không 400 ngàn là bán hay này 700 nha anh em, cho anh em vô xe vừa vừa nha. Nắp rin đẹp nha anh em, ốc nè, mới tinh luôn. 700 nha. Rồi một cái dòng Curon khá đẹp. Mặt tiền cỡ này là đẹp rồi nha anh em. Cái này em bán là 300 nha. Dưới cũng còn ok nha anh em, chưa có bị xét nhiều nha, 300 nha anh em. Dòng Curon rin 300. Gắn là bao ôm luôn nha anh em. Anh em gắn ba cái vòng lô nó hở, gắn vô cái ốp đầu nó hở cả mét thì nhìn thấy ớn lắm. Cái này là gắn vô nó rất là ôm nha anh em, 300 nha. Rồi hai cái nhanh sau đó, hai cái nhanh sau là rin đẹp nha anh em. Ủa, rin khá chứ không có đẹp đó. Hai cái này bán là 400 nha. Dây là được một cái là dây không cắt nối, bóng rin ở bên trong đẹp, hơi mè thôi nha anh em, 400 nha anh em. Dành cho anh em về vô xe có cỏ cũng được. Cái ở trong nó rin bóng đèn rin với nó còn sáng, anh em mở xi nhan lên nó rất là sáng nha. Đó, cái này có bị lát tí xíu ngay đây, còn lại thì cũng ok. Dây là dây điện không có cắt nối gì hết nha, dây điện nè, rin đẹp luôn, nó có đủ ốc nha anh em, về là bắt vô thôi, 400. Rồi một cây kiến hậu rin mồ côi. Đó, cây này em bán là 400 nha anh em. Đó, cây kiến này là 400 nha. Kiến này cỡ này là quá đẹp rồi, đồi đẹp nữa không có đâu. Gắn trái phải đều được nha anh em, 400. Rồi một bộ nhông sên dĩa 90. Nhông sên dĩa này là 15-39 nha anh em, đúng hàng riêng theo xe nha. Bộ này em bán là 500 nha anh em, 500. Đầy đủ nha, nhông sên dĩa đầy đủ nha, luôn cùi dĩa nha. Đó, bao xài nha anh em, 500. 15-39 nha, dành cho xe 90 nha, 500.